Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình Thành NC đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nha. Như đã hứa thì chiều hôm nay chúng ta sẽ có một cái clip về gọi là cuộc đua Heroic. Nó mới diễn ra cái đây tầm khoảng 51 phút thôi. Thì mình làm clip luôn cho anh em xem ngay cho nóng. Thực ra thì anh em nào thích cái clip về Dragon City thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, rung cái chuông bên cạnh để nhận thông báo mới nhất khi mình đăng video nha. Comment ý kiến xuống phía dưới video. Và anh em hãy click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình có thêm một chút kinh phí nha anh em. Ở chỗ này, cảm ơn em rất là nhiều và chúc anh em xem video vui vẻ nhé. Rồi thì chúng ta sẽ vào và đua. Đây là con đồng Heroic mới nhất đây, đẹp ghê ta. Black Friday Tomorrow, game 500, giá là 20 đô, 500 game và một cái hòm. Cái này là cũng 20 phút là một cái hòm. Có một con mới, con Toki, con gà anh em, VIP gì đấy. Đây chính là cái sự kiện mới nhất của chúng ta đây. Có ai đua chưa ta? Có một người đã đua rồi anh em ạ, để mình sẽ đuổi theo nhá. Mình sẽ lấy phút trước. Ok, chúng ta sẽ lấy phút trước. Và có lẽ là chúng ta cũng đã xong phút rồi. Thì mình sẽ trồng bây giờ thì mình sẽ trồng cái phút gì? Mình sẽ trồng cái loại phút 50 đồng thôi. Đây, cứ trồng cái loại phút 50 đồng cho mình. Thế thôi. Đây cũng sẽ là phút 50 đồng. Tất cả, chúng ta sẽ trồng tất cả phút 50 đồng nha. Dưới này luôn. Đấy, 50 đồng. Bên này cũng sẽ 50 đồng này. Rồi, chỗ này cũng sẽ 50 đồng. Toàn bộ hết 50 đồng hết. Không để lại bất kỳ một cái thứ gì cả. Bên này cũng sẽ là 50 đồng. Mấy cái này nó còn chưa xong cơ. Đáng lẽ mình có thể trồng nhiều hơn cơ. Rồi, phút bây giờ mình cũng khá là nhiều. Mình nó có tầm khoảng là 7 phút. Gần 10 phút luôn. Thoải mái đi. Bên này cũng sẽ thế. 50 vàng. Mình có thể sử dụng cái này bên này luôn để có thể là lấy thức ăn nhanh ấy, xong rồi lại trồng hết tất cả là 50 thôi. Anh em cố gắng đua nhá. Đây. Đấy đấy, 150 chưa? Thấy chưa? Bên này cũng sẽ là 5 đồng thôi. 50 đồng thôi. Đây, 50 đồng sẵn sàng rồi. 1 2 3 4 ô. Tất cả là sẽ có 4 ô bên này. 1 này. 2 này. Đấy. 3 này. Và đây ô thứ tư này. Xong ngay. Quá nhanh luôn. Đã xong thì chúng ta sẽ chuyển qua con này. Và mình sẽ lấy thêm vàng nha. Đấy, ok. Sau khi lấy xong đủ vàng thì chúng ta có một lần chúng ta sẽ cho thú ăn cũng như là tiếp tục là lấy food. Đấy, lấy food thì bên này khá đơn giản. Cho thú ăn thì những cái con ở trong này nó sẽ để dành hết lại để đua nha anh em. Hôm mai thứ 6, mai là cuối tuần đấy anh em lại có nhiều thời gian đua hơn đấy. 3 này, 4 này, 5, 6, 7, level 8, level 9 và đây sẽ level 10. Đấy, level 10 này, tạm thời để đây đã. Rồi, chúng ta sẽ lấy thêm food, hình như là cái kia nó cũng đủ rồi thì phải. 700 là chính xác đấy. Bây giờ chỉ có lấy food thôi. Ôi, thằng kia chạy nhanh ghê. Nó biết là mình đang đuổi theo đít nó nên nó chạy như ma. Thì mình sẽ để cái link của cái bảng hồi pua ở phía dưới nhé. Đây, thì cho anh em xem luôn trong lúc nó đang hồi. Để anh em vào cái trang mang tên là DragonCityGui.net. Đâu nhỉ? DragonCityGui. Ở đây thì nó sẽ có những cái Heroic này. Đấy chưa? Anh em vào trong cái trang này xong rồi ấn vào cái robot Heroic này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cái bảng hồi pua. Cái này thì mình đã hướng dẫn anh em rất là nhiều lần rồi. Cái này là cái bảng chính xác nhất anh em ạ. Không cần phải tìm đâu xa. Anh em cứ lên cái trang này, nó vừa rõ ràng mà lại vừa chính xác, không thể sai được. Chúng ta lấy food. Và chúng ta sẽ review qua một chút về mấy cái con trong này nha. Phần thưởng này, chúng ta sẽ có lắp 2 Orb Linh Tinh, một con Gear, con này thì mình có rồi này. Một cái Black Chest, ngon. Có cơ hội để lấy được con rồng, mấy con rồng xịn trong này này. Wow. Lắp mấy anh em? Lắp 6 à? Lắp 6 được đấy. Đây cũng sẽ là một cái Black Chest nữa. Có khá khá Black Chest. 2 Cybernetic. Bên này là 2 Cybernetic này. Lắp 18. Nói chung là cũng rất là nhiều cái chest. Lắp 24 sẽ được một con Cybernetic. Một thời trang siêu xịn. Càng lên cao thì sẽ có nhiều chest hơn. Nhưng mà chắc không ai lên được cao thế đâu. Tốn rất là nhiều game. Ô, cái food nó không ra nhỉ. Tất cả thứ mình đều để lại hết. Thằng cái đuôi nhanh thế. Đuôi như ma đuổi vậy. Chưa, mình chưa bật sang bên kia. Sorry anh em.
Đây là mình cho anh em xem cái thời gian hồi của nó luôn. Có phải hồi không ta? Không phải hồi, nút 3 không phải hồi này. Mình đang ở nút 3 nên chắc không phải hồi đâu. Và mình sẽ chuyển qua game nhá. Thì lúc nãy chưa review cho anh em xem mấy con rồng đây. Quên không bật sang bên kia. Đây phần thưởng của nó đây. Phần thưởng của nó sẽ lắp 6 được một cái hòm này, lắp 9 được cái hòm xịn này, lắp 13 được một cái hòm này. 15 sẽ được con rồng Hyper 2 CB Cybernetic rất đẹp, con này rất là đẹp. Lắp 18 thêm một hòm nữa, lắp 22, như vậy là ta sẽ có 1 này, 2 này, 2 hòm này, 3 hòm này, 4 hòm này, 5 hòm này, quáng 5 hòm, một con rồng và một bộ thời trang. Và nếu mà làm được như thế thì sẽ kết thúc trong gọi là tuyệt vời đấy. Kết thúc cái cuộc đua lần này tuyệt vời đấy, nhưng mà chưa chắc là làm được, thì rất là khó, không phải đơn giản đâu nha. Bây giờ nó còn đang gọi là so kè từng tí một như thế này thì thấy cảm giác không hề dễ dàng một chút nào cả. Đó là điều dĩ nhiên, chúng ta sẽ đợi thôi. Ok, đang đợi và hy vọng là nó sẽ ổn. Hy vọng là sẽ ổn dành cho chúng ta, nó không có quá nhiều thứ đáng sợ cho lắm thì mình sẽ có thể vượt qua được. Ok, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, xong, đã lấy xong 700 này. Hiện tại mình được có 3/5, chưa đâu vào đâu cả, đúng không? Chính xác là chưa đâu vào đâu cả. Mình đang đợi. Phải đợi thôi, chứ không có cách nào khác là phải đợi rồi. Đợi, đợi và đợi. Đợi mãi mãi. Xong cái này cái là mình sẽ ấn vào đây luôn. Mình có 3/5. Đâu rồi? 1, 2, 3, 4. Chưa được nhỉ? Sao lần này nó có vẻ như là nó được rất là ít ta. Nó không được nhiều như mấy lần trước. Để xem có bật nhạc các thứ không. Và cho có một lần free spin này. Island Gift. Cái này là phải vào shop mua. Phải mua game cơ. Phải mua game nó mới tặng kèm một cái hòm. Hài vẽ đều. Cái nhiệm vụ này lâu nhỉ? Để mình xem có nhiệm vụ gì khác mình làm mà giết thời gian không. Chúng ta sẽ có Black Coin Quest này. Làm luôn thì làm đi. Ồ, nhưng mà sao nhớ đâu là sau này nó có cái nhiệm vụ về quest thì sao? Đấy, nó sẽ hơi bị gọi là khó chịu ở cái chỗ đấy thôi. 9.000 mấy trăm này, 6.900 này, 360. Oh my god, tấn công thôi. 8842 Rusty với 7k. Rồi mình cũng die luôn anh em. Mình cũng die luôn. Poor line luôn, tấn công này. Ê, con này sẽ là 16.430. Chúng ta sẽ có chiêu nước ở đây. Ngon ngay, mạnh ngay. Black Coin Quest. Có mấy cái sự kiện này nhưng mà phải có cái con gà tây thì phải mới làm được. Một cái này, thêm một cái thôi. Đấy, xin nó mới cho anh em ạ. Thề luôn. Chúng ta sẽ lấy item bằng cách là collecting gold. Rồi chúng ta sẽ lấy thêm các thứ này bằng cách là lấy hết gold trong này thôi. Có bao nhiêu gold thì mình lấy sẽ lấy bấy nhiêu luôn. Đấy, chính xác. Ten 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 ten. Rồi lấy hết gold luôn. Và có bao nhiêu mình sẽ lấy bấy nhiêu gold luôn mà. Ô, chết rồi. Hình như hơi quá tay rồi. Hình như cái này phải hồi. Ồ, chính xác phải hồi vào tầm khoảng 5 phút. Nếu mà anh em dùng game thì có thể qua được luôn. Dùng game luôn đi. Mình muốn vượt qua thằng kia phát cho nó. Cho nó đang đua đang hăng đúng không? Tội gì mà cũng phải đợi. Lúc nào rảnh rỗi thì mới đợi thôi. Bây giờ nó đang tốn khá là ít game anh em. Cứ thoải mái đi. Cứ thoải mái cho mình. 2 game. Méo ơi. Spin luôn. Sao mà phải xoắn nha. Tôi không hề xoắn chút nào luôn. Nãy bảo hoàn thành cả một cái task luôn thì đúng là buồn cười. Chỉ còn có một vòng thôi là mình xong rồi. Rồi, chúc mừng ta lên lap 2. Ten 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 ten. Phải hay thế chứ đúng không? Aquamarines. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ tiếp tục. Nhiệm vụ tiếp theo là cho thú ăn và lấy vàng. Vàng may quá mình cũng còn rất là nhiều chỗ lấy vàng đây. Rất 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 nhiều chỗ luôn. Ok, lấy vàng xong. Và chúng ta tiếp tục là cho rồng ăn. Oh my god. Đây, cho rồng ăn trên này thì những con rồng con của mình không biết là còn không.
cho giống ăn, có khi phải bán bớt đi nhỉ, nhiều giống quá, nhiều giống vớ vẩn linh tinh quá. Rồi ok, chúng ta sẽ có 4 chỗ thôi, không phải lo đâu. Penguin nó đang sinh sản con gì đây? Mình cũng không muốn nó dùng cái này để mình làm nhiệm vụ ấy anh em. Chúng ta để sẵn đây rồi. Ở đây có không mấy con, nó khá nhìn khá là lạ nhưng mà mình cũng không quan tâm nó lắm đâu. Thề luôn là không quan tâm nó một chút nào. 26, 17. Rồi xem con nào level thấp không? Ở đây level 1 đấy. Con này mình còn chưa test con này luôn anh em. Chưa hề test con này một chút nào luôn. Con rồng gì nhỉ? Con rồng ông chùm à? Nó còn chưa hiện lên hình này. Hình mày như thế nào đây? Ấy, ông chùm. Ôi, ông chùm đẹp thật sự luôn. Nó hệ bóng tối à? Ông chùm mafia đấy anh em. Đẹp phết nhỉ. Rồi, chúng ta đã xong. Bây giờ tiếp tục là lấy food và wow, hatching nè. Yes, yes. Như vậy là mình sẽ có thể làm nhiệm vụ hatching được. Mình có sẵn sàng rồi. Thì mình cần xem là nó sẽ như thế nào thôi. Và mình cảm giác cuộc đua lần này nó cũng không khó lắm. Để tiếp xem có Việt Nam hay không nhé. Nếu mà không có Việt Nam thì lần này là easy rồi. Quan trọng là lên là lắp 24 hay không thôi. Thế thôi. Robotico lại có một cuối tuần bận rộn đấy anh em. Ở nhà đua thôi. Thế nó hay hay. 66 à, xem nào. Lắp 2 nuôi là 66. Từ cái food này được chưa ta? Không phải. Lắp 2 nút 4 hay 2 nút mấy? À, đây là đủ. Mới có 1. Như vậy là nở sẽ được làm luôn. Nó không phải hồi anh em. Cho anh cho nở 2 con luôn. Nhờ. Yeah. 2 con mà mình chưa có. Đầu tiên là con này đi. Ice Knight đi. Chúng ta có một con Holy nữa, nhưng không biết là vứt vào đâu đây. Đang hết chỗ. Ánh sáng, kim loại và sấm sét. Chúng ta suy nghĩ một tí xem như thế nào. Ánh sáng, kim loại và sấm sét à? Từ 700 này. Ok, chúng ta sẽ có ánh sáng, kim loại và sấm sét. Bây giờ tôi vứt vào đâu đây? Rất là khó. Đây, kim loại có đây, có chuồng kim loại đây. Nhưng mà sẽ di chuyển thế nào? Hệ lá này. Không di chuyển được. Aqualung. Đây, hệ Terra. Đây, vẫn có thể nhét được anh em ạ. Chúng ta nếu mà nó diện tích như thế này thì chúng ta vẫn có thể nhét được. Đấy, một con vào. Một con trong những con mới nhất. Đấy. Indigo. Anh em có ai lấy con Indigo không? Mình thì mình chịu không lấy con Indigo. Nó quá khó. À, chúng ta sẽ lấy thêm food nhá. Cái food này mới là lâu này. Còn cái kia thì nó chẳng có gì là lâu cả. Nó quá là nhanh. Chúng ta sẽ có là 4/6 và 1/2. Sắp xong rồi. Nhiệm vụ này cũng không khó. Không hề khó một chút nào cả. Chúng ta sẽ xong nhanh thôi. Khoa lê à? Khoa lê không làm nhiệm vụ thì mình sẽ kích bạn khoa lê ra nhé. Các bạn ấy kêu quá thì mình kích bạn khoa lê ra vậy. Khoa lê đâu, bạn này đúng không? Bạn này bạn cấp thấp nhất đúng không? Mình kích bạn này ra. Anh em có ai muốn kích thì hãy liên hệ mình nhé, để mình kích bớt ra nhé. Thấy nó dạo này nó hơi đông. Rồi ok, chúng ta sẽ lấy thêm food. Food xong chưa? 700. Đây rồi. Còn một con nữa thôi là xong. Phút xong rồi nha. Bây giờ chỉ cho một con nữa thôi là xong. Lửa và kim loại. Đấy, bây giờ tôi tìm một cái môi trường lửa đi. Xong rồi chuyển bớt một con sang. Ví dụ con này. Không chuyển được. Con này hệ Terra này. Và nó có thể chuyển lên trên này được. Tốt. Quá tốt luôn. Và xong rồi chuyển con kia xuống. Quá hợp lý anh em nhỉ, phải nói là cực kỳ là hợp lý này chúng ta đấy, quá là hay họ. Còn con này đúng không? Ơ, mình vừa cho cái môi trường gì nhỉ? Đây, đây môi trường primer, đây này môi trường lửa này,
flame này. Đây mới là flame này. Khó tìm hệ phết đấy. Không được nhỉ. Dưới này cũng là môi trường flame. Cái này cũng là môi trường flame luôn. Không di chuyển được. Khó phết. Tìm cái hệ này bây giờ để nhét đi đâu đó. Trên này bán bớt một con Terra đi là có vẻ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều luôn. Đây, bán bớt một con Terra đi. Xong rồi chuyển cái con ở dưới lên. Nói chung là nó cũng khá là khó khăn là chúng ta đấy. Nó cũng không phải đơn giản. Con nào nhỉ? Con này đúng không? Chuyển lên này. Chuyển lên xong rồi chuyển xuống. Mất thời gian vào cái chỗ chuyển này quá. Đây, flame đây. Con này cũng là con mới của chúng ta luôn. Đấy, ok. Toàn con mới thôi. Bây giờ mình sẽ test giày riêng cho anh em sau nhé. Bây giờ đang đi luyện rồi. Chúng ta sẽ cho thú ăn và win Lewis Butter. Ở đây thì tôi sẽ có một con có thể cho ăn lên được. Con Flame Knight lấy từ cái sự kiện lần trước. Win Lewis Butter một trận rồi. Nhưng hôm nay nó cũng dễ thôi. Mình sẽ cố gắng lên lap 3 nha anh em. Trong tối này mình sẽ cố gắng lên lap 3 xem thế nào. Rồi, đã xong. Và mình sẽ win Lewis Butter một trận là đúng không? Một trận thì nó đơn giản quá và hoàn toàn chúng ta có thể làm được. Không hề khó. Cacasia. Ok, 73k. Chocolate Dragon. Rồi, 80.000 máu. Con này rơi tầm khoảng 63.000 máu. Một mình cân hết team luôn. Một trận xong. Một trận đã xong. Đấy vào đây. Bây giờ lấy food, lấy gold thôi. Gần như mình bỏ xa thằng kia nó cũng đang gọi là cũng hơi khó khăn khi đi thì cái đường trên kia. Được ấn vào cái phụ ở cái nhá, cái sinh sản này nhá. Để thôi. Hoặc là mình sinh sản con gì đó rồi mình ném vào cũng được. Thằng nào thì cũng phải đợi. Hatching cơ mà, hatching breeding còn lâu mới lên đến. Cái này phải đợi rồi anh em, đợi khoảng nửa tiếng thôi. Làm luôn cho nó nóng. Quỷ địa ngục luôn. Có cái gì mình làm hết luôn cho nhanh. Xong luôn. Quỷ địa ngục. Một tát vào mồm. Gãy cả răng. Là đợi khoảng 14 phút đi. Bây giờ lấy phút thì sẽ được 5 cái và đợi khoảng 1 tiếng. Oh my god. Nghĩa làm xong cái này mình sẽ dùng skip luôn cho nhanh. Và rồi thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.